Chào mừng các bạn đã trở lại kênh YouTube Xe For Phú Mỹ. For Everest, chàng đầy công nghệ phiên bản 2020 đã xuất hiện tại thị trường Việt Nam, đang bám đuổi đạt được doanh số rất là tốt so với đối thủ Fortuner bán chạy nhất tại Việt Nam, và tiếp theo đó là Santa Fe. Qua về dòng xe Everest 2020 khác biệt gì so với phiên bản 2019 trước đây? Đây là phiên bản Everest Biturbo dẫn động hai cầu. Các bạn xem qua đánh giá chi tiết những nâng cấp gì so với phiên bản 2019 trước đây để lựa chọn cho mình một chiếc xe phù hợp cho gia đình. Ngoại hình tổng quan For Everest Biturbo 2020 nhìn không có khác gì so với phiên bản 2019 trước đây. Cái khác duy nhất các bạn nhìn thấy đập vào ngay trước mắt là cái đèn cũ, là đèn BHID, nay đã đổi sang bi LED cho ánh sáng trắng rất là rõ, và đèn daylight. Cái thấu kính ở bên trong bản 2019 đó là thấu kính tròn, nay đã đổi sang thấu kính vuông. Về mặt ga lăng trước thì cũng như phiên bản cũ, không khác gì, với logo đặt ở giữa là những cảm biến hỗ trợ đổ xe, tránh va chạm, vẫn có adaptive cruise control giữ khoảng cách với xe phía trước, tránh va chạm. Đây là một công nghệ thông minh Ford đã mang lại cho thị trường Việt Nam. Mặt phía trước ga lăng được mạ chrome rất là sáng bóng, đẹp tuyệt vời. Và mâm xe là mâm 20 inch với 6 cấu chấu kép hợp kim nhôm, cho cảm giác xe rất là thanh mảnh. Trong phân khúc này, Toyota Fortuner là đối thủ trực tiếp của Ford. Trong năm 2019 vừa qua, Ford đã bám đuổi sát sao và đạt doanh số mỗi tháng ra được thị trường gần 500 xe. Đây là một tín hiệu rất mừng cho các tín đồ yêu Ford Everest. Với ngoại hình tổng quan, thiết kế bắt mắt và tràn đầy công nghệ, Ford Everest đã dần dần chinh phục khách hàng tại thị trường Việt Nam. Trải nghiệm trên cao tốc cho các bạn cảm giác rất là tuyệt vời với công nghệ chống ồn chủ động mà Ford đã mang lại. Phần ngoại hình bên hông xe với những đường gân dập nổi rất là thanh thoát và có bệ bước mạ chrome, tay nắm cửa được mạ chrome và mang cá, phân biệt với những cái dòng titanium một cầu là có chữ Biturbo được mạ chrome sáng bóng rất là tuyệt vời. Lưới tản nhiệt phía trước ở bên trong bằng nhựa hút gió, khi xe đạt hiệu năng cao sẽ mau giải nhiệt rất là tốt. Động cơ trái tim của xe cho ra công suất 213 mã lực và 500 Nm, sẵn sàng cho các bạn chinh phục những loại địa hình và tăng tốc vượt mọi chướng ngại vật rất là tuyệt vời, với hộp số trang bị 10 cấp đặc sản từ đàn anh F150. Tay nắm cửa được trang bị chìa khóa thông minh, các bạn chỉ cần bỏ trong túi khi đến đường, cửa sẽ đồng sẽ tự mở, rất là tuyệt vời. Phần sau xe được thiết kế rất là hài hòa, với ba đèn sóc được sơn màu bạc
và thanh ngang mạc Chrome với chữ Everest. Mời các bạn vào xem khám phá khoang nội thất bên trong xe và trải nghiệm. Phiên bản 2020 này nâng cấp thêm màn hình trung tâm cảm ứng 8 inch với hệ điều hành Sync 3 mới version 3.4, cho ra giao diện dễ sử dụng hơn và thân thiện hơn. Đây, khu vực cần số vẫn có núm điều khiển 4 chế độ lái địa hình khác nhau để chinh phục mọi địa hình: tay lái, trợ lực điện, cảnh báo, đi sai làn, cảm biến áp suất lốp. Đây, khoang nội thất ghế trước bằng da có chỉnh điện nha các bạn. Hai ghế trước được chỉnh điện 8 hướng, rất là tuyệt vời. Công nghệ kết nối trên xe, các bạn có thể dùng hệ điều hành iOS hoặc là Android đều được, bằng Apple CarPlay hoặc là Android Auto. Khoang nội thất phía sau rất là rộng rãi. Khoang giữa cho 3 người ngồi, phía sau cho 2 ghế, thường 2 ghế cho em thì thoải mái hơn. Đây, các bạn xem hàng ghế phía sau được chỉnh điện, mở lên rất là thoải mái, tiện lợi cho hành khách. Cốp chỉnh điện có tính năng đa cốp, khi các bạn rảnh tay, các bạn khiêng đồ, bạn có thể đá cốp, cốp sẽ mở ra. Có camera lùi tích hợp các cảm biến xung quanh xe phía sau. Đây là một tính năng tất cả các dòng xe Ford nào cũng đều trang bị những tính năng an toàn này. Đây, khi mình coi khoang hành lý phía sau, hai người ngồi và mình có thể gặp lại cái ghế, xếp lại rất là tiện lợi khi mình cần chở đồ đạc cho những chuyến hành trình xa. Với sự tiện ích ngày càng thông minh như vậy, Ford đã làm khách hàng rất là tin tưởng tại thị trường Việt Nam. Hàng ghế thứ hai là dành cho ông chủ ngồi rất là thoải mái, với 3 vị trí ghế có điều chỉnh nhiệt độ và độ lạnh. Xe được hai trang bị hai dàn lạnh, hai vùng độc lập, rất là tiện lợi. Ghế trước có cần gạt để chỉnh cho đệm sống lưng của chúng ta ngồi thoải mái, bảo vệ cột sống. Nội thất màu đen sẽ tránh được cái dơ bẩn cho các bé thường sử dụng đi ra. Vô lăng gật gù, chế độ đèn tự động auto, các phím chức năng trên vô lăng, adaptive cruise control, giới hạn tốc độ. Các tính năng an toàn của xe bao gồm: adaptive cruise control là giữ khoảng cách với xe phía trước, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống chống bó cứng phanh, hệ thống chống trượt, rất là tuyệt vời. Xe vẫn động 4 bánh toàn thời gian cho chúng ta đi trải nghiệm những cung đường êm ái mượt mà, với công nghệ chống ồn chủ động. Xe được trang bị cửa sổ trời xanh rất toàn cảnh panorama, rất là thoải mái cho các bé khi đi xa. Bảy bước thông minh hỗ trợ cho người già, chị em lên xuống rất là thuận tiện. Gương chiếu hậu được mạ chrome sáng bóng, tích hợp đèn xi nhan báo rẽ, có cảm cảnh báo một điểm mù. Tay nắm mạ chrome tôn lên vẻ đẹp sang trọng cho xe. Với những trang bị công nghệ tiện ích như vậy, Ford Everest 2020 đang được rất nhiều khách hàng quan tâm tại thị trường Việt Nam. Đèn sau được trang bị LED cho ánh sáng đỏ lên rất là đẹp. Đây, cái thanh mạc chrome quá tuyệt vời.
phân biệt với cái phiên bản một cầu thì các bạn sẽ thấy có chữ four wheel drive ở phía bên tay trái của cốp sau, vẫn có chữ titanium như phiên bản này. Ngoài ra Ford Everest có tới 5 phiên bản: bản trên, bản titanium một cầu, bản titanium hai cầu và hai bản dành cho những khách hàng yêu thích kinh doanh dịch vụ du lịch như là bản Airbnb số sàn và bản Airbnb số tự động. Đây các bạn xem nội thất phía trước rất là tuyệt vời với những trang bị da. Đây cái núm điều chỉnh điều hòa và máy lạnh. Trên đây là đánh giá tổng quan về Everest 2020. Các bạn xem clip vui lòng like, đăng ký kênh để được những clip hay hơn lần sau. Xin cảm ơn.